Shop Phạm Huấn lại quay trở lại nhé. Xin chào tất cả các bác, các anh, các chị. Đó, shop em thì chuyên phân phối các mặt hàng Nhật, Mỹ, Đức. Đó, rất nhiều mặt hàng nhá. Hôm nay là bình giữ nhiệt về này, rồi bộ tun 38, 37 chi tiết này, rồi kéo may, rất nhiều các sản phẩm nhá. Đó, anh chị em là có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em qua các cái số hotline trên màn hình đây. Kết bạn Zalo, gửi hình ảnh hoặc gọi điện trực tiếp cho bên em để được tư vấn nhá. Đó, sau đây thì em vào giới thiệu chi tiết cho các bác một số mặt hàng bên em đang phân phối. Đấy, đầu tiên thì em đi giới thiệu cho các bác cái bộ tun là bộ này em gọi là bộ tun hay là gọi là bộ V37 thì nó có 37 chi tiết tất cả các bác nhá. Đó, hàng made in Gamelli của Đức này. Đó, trong này nó có 37 chi tiết nhá. Đấy, cái hàng này thì rất nhiều bác hỏi đấy. Nhưng mà em hết hàng từ Tết đến giờ, hôm nay hàng thì nó mới cập bến được nó về nhá. Đó, nó có tay quay nhanh này. Đấy, có các đầu khẩu này. Rồi các chi tiết nhỏ này, đấy để các bác sửa chữa chế cháo này. Đấy, đầu chữ Y ra này, rất nhiều nhá các bác nhá, hàng của Đức này. Hàng của Đức nhá các bác nhá, made in Gamelli của Đức này. Đó, bộ này là bộ V37, em ký hiệu là bộ V37 các bác nhá. V37 các bạn, V37 37 chi tiết nhá. Đó, cái đồng này này. Cái tay cái đầu khẩu này của nó này, có thể quay này. Quay này, đấy đảo đầu nhá. Thì để cho các bác lấy nó check theo là độ 45 độ này, góc vuông 45 độ, góc vuông check này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác này. Đó, hàng này hàng đảo đầu rồi nhá. Đó, tay quay nhanh, tay nối dài đấy. Đây là bộ khẩu nhá các bác nhá. Bộ khẩu này. Các bác lên mã cho em là bộ khẩu. À, bộ V37. V37 chi tiết. V37 chi tiết, hàng made in Gamelli của Đức nhá các bác nhá. Made in Gamelli của Đức. Đó. Có các đầu khẩu tay quay nhanh, tay nối dài. Đấy, nó đựng trong cái hộp như này. Các bác dùng xong các bác khóa vào cho em. Hay là gọi là bộ mini tool cũng được. Mini tool cũng được mà bộ V37 cũng được. Đấy, bộ này bên em đang phân phối là 380.000. 380.000 cho cái bộ 37 chi tiết như này. Đó, em ký hiệu là V37. 380k. 380k nhé các bác nhá. 380k cho có bộ V37 nhá. 380k. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái con dao Thái S4 hàng Seki Japan, thì các bác đã biết rồi, nhà em vẫn đang phân phối rồi. Đó, con này thì 150.000, S4 150k. 150k cho một con dao Thái S4 nha các bác nhá. Các bác lên mã cho là dao S4 150.000, 150.000 con dao S4. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái bộ cái dao cắt kính cắt gạch men, thì nhà em đã có những cái video mà do anh Phạm Huấn anh test rồi. Đó, thì các bác biết chất lượng của nó rồi. Đó, thì nó sẽ gồm một cái tay công như này. Một cái tay này và một tay công này, đó. Và tặng kèm hai lưỡi này, hai lưỡi với tổng một cái lưỡi trên máy là ba lưỡi này. Và tặng kèm cho các bác bốn cái đinh vít để trường hợp mà khi mà cái gãy cái đinh vít này thì mình có cái thay thế này. Đó. Cái này cắt gạch, cắt kính được hết nha các bác nhá. Đó, nhưng với điều kiện là gạch trơn, không nhám, không như cái gạch sân vườn thì cái gạch đấy nó rất là khó cắt, thì các bác phải cắt bằng cái gạch này. Cắt bằng cái dao cắt gạch này. Và cái lưỡi này nó cắt khoảng 10.000 mét dài. 230k cho một cái dao cắt gạch một cách kính cầm tay này nhá. 230k cho một cái dao cắt gạch cấp kính nha các bác nhá. 230k. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng dao Thái này, dao Thái hàng của Nhật nha các bác nhá. Hàng của Nhật, hàng này thì nó đã qua sử dụng các bác. Các bác nhìn không? Các bác nhìn cái chất dao này. Hàng tất cả là hàng của Nhật, dập chìm chữ Nhật này. Đó, made in Japan này, hàng chữ Nhật nha các bác nhá. Đó, hàng này thì hàng đã qua sử dụng các bác. Hàng này đã qua sử dụng nhá, nhưng mà rất là mới luôn. Hàng của nó, hàng của Nhật cũ nhưng mà gấp vạn lần hàng mới của Việt Nam mình. Đấy, thì nó có rất nhiều kích cỡ này. Có thể là tay này, tay liền này, tay liền thân hoặc tay gỗ cũng liền thân, liền cán như này nha, và bọc gỗ như này. Thì em đang phân phối là 260.000 cho một con dao Thái như này các bác nhá. 260.000 cho một con dao Thái. 260.000 một con dao Thái của Nhật. Hàng này thì hàng cũ nhá, đã qua sử dụng các bác, nhưng mà hàng nó rất là ngon. Còn sắc, rất là sắc, siêu sắc luôn. Các bác nào đã dùng cái dòng cũ này thì các bác sẽ biết chất lượng của nó. Đây, hàng các bác nhá. Đó, dao Thái 260k. 260k. Rồi tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái dòng dao Thái này cũng của Nhật, nhưng mà dòng nó là dòng tay nhựa. Tay nhựa thì nó cái này tay nhựa nha các bác nhá. Tay nhựa này. Đấy, dòng này dòng tay nhựa này. Đó, dòng tay nhựa nhá. Còn đấy, dòng này toàn đúc nghiền thân như này, hàng rất là xịn sò luôn, chữ Nhật, có khắc tem của Nhật này. Đấy. 260k cho một cái con dao Thái như này nhá. 260k cho một con dao Thái này nhá. Rồi tiếp theo thì em còn mấy cái con áp chống chập. Áp chống chập 50A, áp chống chập 50A. Đấy, em thanh lý lốt là 110.000 một con này nhá. Chống chập 50A. Đấy, cái này thì dùng để chống chập điện nhá. Đó, áp chống chập hàng nội địa Nhật nhá. Thanh lý lốt 110.000, 110.000 còn hai con duy nhất. Hai con duy nhất
át chống chập, hai con duy nhất nha các bác nhá. Đó các bác lên mã nhá. Nhanh tay lên mã này. Đấy, át chống chập 110k. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái bình giữ nhiệt bạc. Em ký hiệu là bình bạc, hàng này hàng của Nhật, hàng Thanh Lý siêu thị nhá. Chưa qua sử dụng, hàng còn mới tinh luôn. Hàng là Elox 304, gồm hai lớp Elox, có cái lớp giữ nhiệt bên trong. Đấy, cái này các bác giữ đá thì thời gian, nếu mà các bác giữ đá khô thì nó rơi vào khoảng 7 đến 8 tiếng nó mới tan nha các bác nhá. Đó, cái này các bác có thể hãm trà mang đi làm cũng được, mà mùa này nóng rồi thì các bác dùng để đựng đá. Hàng của Nhật nha các bác nhá, made in Japan này. Đấy, cái hàng này thì chưa qua sử dụng, vì cái hàng này nó là hàng đồ dùng cá nhân nên là mình không nên dùng những cái hàng mà đã qua sử dụng rồi, thì mình không biết là người ta có bệnh tật gì hay không. Đấy, thì cái bình bạc này các bác lên mã cho em là bình bạc 260k. 260k cho một cái bình giữ nhiệt bạc, em ký hiệu là bình bạc nhá. Bình bạc 260k. Các bác lên mã cho em bình bạc 260k, bình giữ nhiệt bạc nha các bác nhá. Bình giữ nhiệt bạc 260k. Các bác lên mã cho em. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái Eto này. Eto của Nhật 250.000. Đấy các bác này, các bác chuyên Eto để bàn đấy. Đấy các bác để sửa chữa hay là kẹp những cái thiết bị vào để dùng để sửa chữa hay hàn gì hay cắt gì đã. Loại là chuyên để phục vụ cho công việc sửa chữa này. Đấy, rồi chế cháo. Đó, Eto kẹp để bàn nhá. Cái này 250.000, hàng của Nhật made in Japan này, 250.000 made in Japan, hàng của Nhật này các bác này. Rồi. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái này là cái đóng dấu này. Đấy, cái đóng dấu nhá. Đây thì các bác ví dụ để trên bàn này các bác cần dấu ở đâu, các bác chỉ cần ấn này. Đấy, ấn mạnh xuống như này thì nó sẽ lấy được cái dấu này. Đấy, các bác ví dụ làm đo tâm hay là cái gì đấy, bất kể một cái gì cần dấu thì các bác dùng cái này. Thì cái lấy dấu này bên em đang phân phối là 100.000 cho cái lấy dấu này nhá. 100k cho một cái lấy dấu này. Các bác lên mã cho em, lấy dấu 100k. Lấy dấu 100k nhá. Rồi em giới thiệu cho các bác cái dòng gen con nhiệt. Đấy thì cái này để phục vụ công việc kể mà đấy, bác nào dùng gia đình mình dùng ít. Đấy, trước thì em bán cái hộp to nhưng nhiều bác bảo nhiều quá, tôi dùng gia đình không dùng hết. Đấy thì em lại về cái lô bé như này, thì cái này của nó khoảng hơn 100 đầu, gần 200 đầu, to nhỏ lẫn lộn, các màu, phân phối các màu, to nhỏ lẫn lộn các màu. Đấy, để cho các bác sử dụng nhá. 80.000 một gói kè gen con nhiệt này, gen con nhiệt nha các bác nhá. Đây là con nhiệt nha các bác nhá, gen con nhiệt. Các bác lên mã cho em gen con nhiệt. Đấy. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng máy cạo râu bên em. Hàng Panasonic, hàng nội địa Nhật luôn, chuẩn Nhật luôn nhá. Thì em có hai mẫu. Đây, mẫu thứ nhất là hàng lắp pin. Lắp pin và để sử dụng này. Lắp pin sử dụng nha các bác nhá, lắp pin sử dụng này. Đó. Đấy, các bác dùng thì các bác mở cái này ra, các bác mở lắp này ra này. Mở lắp này ra và dùng rồi xong, sau đó các bác xoáy cái này ra vệ sinh này. Đấy thì cái này kể các bác dùng gia đình hoặc mang đi du lịch hay đi công tác cũng rất là ok luôn. Đấy, rất là tiện, mà cạo cái này thì nó rất là êm. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái bộ mũi khoan đa năng bên em. Đó, bộ mũi khoan đa năng bên em thì nó gồm 5 mũi tất cả, 2 mũi 6, mũi 6 và mũi 6 cộng này, mũi 6, 8, mũi 10, mũi 12. Bên em đang phân phối là 180.000. Còn các bác có nhu cầu mua lẻ thì em cũng có mũi 4, mũi 6, mũi 8, mũi 10 và mũi 12. Thì em bán là 40.000 một mũi cho một mũi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này thì sẽ rẻ hơn được 20.000. Hàng này thì nó khoan được tất cả các chất liệu nhưng mà trừ kính là không khoan được nha các bác nhá. Đó. Rồi tiếp theo thì vừa lấy với cái dòng máy cạo râu thì em quên còn giới thiệu cho bác cái dòng máy cạo râu dùng này, dùng sạc pin này. Đấy, hàng sạc nhá. Đó, hàng Panasonic các bác nhá, 600.000 một cái con này. 600.000 một con hàng Panasonic, các bác biết chất lượng của nó rồi. Đây các bác này, đấy. Rất là khỏe luôn, cạo râu rất là êm, rất là khỏe luôn. Đấy, các bác dùng xong thì các bác lại sạc pin vào bình thường. Đấy, dùng xong thì các bác đậy cái nắp này giúp em để bảo vệ cái màng. Bảo vệ cái màng này để rất là tốt nhá. Là 600.000 cho một cái máy cạo râu màu đen. Đấy, con màu đen 600k. 600k nha các bác nhá. Các bác lên mã cho em dao cạo râu màu đen 600k. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái kéo cắt gà của Đức bên em. Đó thì có hai dòng. Đây, hàng dòng này dòng to hơn. Đó, dòng này dòng to này. Dòng to này thì bên em đang phân phối là 250k. 250k cho một cái con kéo cắt gà to này, 250k nha các bác nhá. 250k cho một cái kéo cắt gà to, 250k. Còn trong kéo cắt gà đó thì em có cái loại nhỏ hơn một chút. Đấy, mà nhỏ hơn một chút, các bác nào dùng ít dùng nhỏ hơn thì các dùng con này 200k. 200k cho cái con kéo cắt gà nhỏ này nhá, 200k. Đấy thì em có hai loại thì các bác lên mã cho em là kéo cắt gà to và kéo cắt gà nhỏ.
thì cái to thì 250, cái nhỏ thì 200. Đấy, đều là cắt gà của Đức nhá, đều là da kéo cắt gà của Đức. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái kéo nhà bếp này, kéo vàng này, kéo vàng nhà bếp này. Đó, cái này các bác có thể mở lắp bia này, hoặc là ăn ghẹ, ăn cua được hết này. Cái này 110.000 thì có lên mã cho em là kéo vàng 110k, kéo vàng 110k. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái kéo bạc này, kéo bạc 70k, bạc nhà bếp 70k, SK5 nhá, 70k các bác nhá, 70k SK5, 70k. Rồi tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái mài dao ba khe của em. Thì nó có ba khe, tất cả có hàng của Nhật này các bác này, có khe mài tinh, mài thô, mài tinh, mài bén. Đấy thì cái này thì ai cũng có thể mài được, các bác chỉ cần đưa dao với kéo qua đây thôi thì dao kéo nó đã rất là sắc luôn, rất dễ dàng, chỉ vài ba cái là dao đã sắc nhá. Thì cái này đang phân phối là 230.000 cho một cái mài dao ba khe. Đấy, cùng với cái hệ mài dao thì em có cái liếp mài dao kim cương. Liếp mài dao kim cương bên em, cái này 170.000 nhá. Đấy, cái này thì nếu các bác nào biết chỉ cần liếc qua này, này. Đấy, liếc qua. Đấy, thì mỗi cái nó có một cái hay khác nhau, mỗi cái nó một cái tác dụng khác nhau. Thì các bác thích dùng loại nào thì các bác dùng nhá. Dùng loại nào thì các bác dùng. Đó, các bác dùng loại to thì dùng bé thì dùng nhá. Đó, cái này 170.000. 170.000 cho một cái liếp mài dao kim cương. Đấy, rồi cùng với đó thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái đây em còn mấy cái ví da này. Ví da khóa vàng này. Đó, hàng rất là xịn nhá. Da nguyên miếng nhá. Da thật 100% luôn này các bác này. Đó, da thật nhá. Đó thì các bác có ngăn to để bỏ tiền này, các bác nhìn cái lớp da bên trong này. Đấy, còn các ngăn bé này, có các ngăn bé này các bác để giấy tờ tùy thân này. 250.000. 250.000 cho một cái ví da khóa vàng, 250.000 cho một ví da khóa vàng. Rồi là ví da thường không khóa này. Không khóa này là 250k nhá. Hàng này là da thật nhá. Bóng lừ luôn, sờ rất là mát tay luôn. Đó thì nó có cả ba ngăn to này, có một ngăn có khóa này. Còn các ngăn ngoài này các bác để giấy tờ này. Đó thì 250.000, cũng 250.000. 250.000 cho một cái em ví này nhá. Các bác lên mã cho em này, em ví 250k. 250k cho một cái dòng ví da thật này nhá. 250k các bác lên mã cho em ví 250k. 250k cái ví này nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái lưỡi cắt gạch, cắt đá cắt gạch này. Hàng này em bán theo hộp. Rồi tiếp theo thì lưỡi cắt gạch, cắt đá này thì em bán cái này theo hộp 250.000 một hộp. Bán lẻ thì bán lẻ từ 5 lưỡi, nếu các bác lấy 5 lưỡi lấy lẻ là 7k một lưỡi. Còn lấy nửa hộp của nó là 25 lưỡi thì cũng giá là 125.000. Đó, hàng này các bác nhìn cái lưới của nó rất là dày này, cắt nó rất là dai và sắc luôn. Đấy, lưỡi cắt gạch, cắt kính cả men đỏ nhá, lưỡi đỏ nha các bác nhá, lưỡi đỏ này. Lưỡi đỏ này, 7k một đấy này, 7k một lưỡi này, 7k một lưỡi nhá. Đó, lưỡi cắt gạch, cắt kính này. Đó, các bác lên mã cho em lưỡi cắt gạch men, cắt kính. Đó, rồi giới thiệu cho bác cái dòng Atomat của Nhật này. Át của Nhật 40A này. Đó, hàng này 40A nhá, dòng dò 30mA. Đó, ở mức độ cho phép an toàn. Đấy, ốc át còn mới tinh, hàng chuẩn 2 cầu điện Việt Nam, sử dụng điện từ 110 đến điện 100 đến 240. Đấy, cái này thì nó dòng 3 nút này, chống chập, chống giật, chống quá tải thì dùng rất là tốt, bảo vệ tính mạng và tài sản cho gia đình. 270.000 cho một cái con át chống giật 40A, các bác lên mã cho em là át chống giật 40A nhé. Lên mã cho em át chống giật 40A. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng tô vít này, hai đầu bên em. Đó, cái này các bác có thể đảo đầu này, một đầu ba khe và đầu dẹt này. Đó, con ngắn này thì ký hiệu là con V1 50.000, còn con V2 này ký hiệu là con V2, con dài là con V2 ký hiệu là 60.000. 60.000 nha các bác nhé. Các bác lên mã cho em là tô vít V1 V2, tô V1 V2 các bác nhé. V1 V2. Rồi. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái kéo cắt ống nước 42. Đấy, hàng của Nhật này. Đó, kéo cắt ống nước 42. Cái này 170.000. 170.000 cho một cái kéo cắt ống nước 42, 170k nha các bác nha. Các bác lên mã cho em kéo cắt ống nước 170k. Kéo cắt ống nước 170k. Cờ lê 8 đầu của Đức 150k. Cờ lê 8 đầu của Đức 150k. Đó, cờ lê 8 đầu 150k. Đấy, rồi vòi tưới cây rất nhiều tác dụng nhá. Vòi tưới cây rất nhiều tác dụng này. Đấy, con này là 80.000 cho một cái vòi tưới cây. Các bác lên mã cho em vòi tưới cây 80k.
Ngoài trái cây 80k. Rồi tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái bộ khẩu xanh này. Thì nó có các đầu khẩu này, tay quay nhanh và tay nối dài. Cái này 250.000 một cái bộ khẩu xanh. Các bác lên mã cho em bộ khẩu xanh 250k. 250k cái bộ khẩu xanh. Bộ khẩu xanh 250k nhé. Rồi là cưa gấp trắng đen. Cưa gấp trắng đen. Này cưa cành, cưa cây thì rất là ok, dài rất là thoải mái nhá. 130k. 130k cho một cái cưa cắt cành này. Đấy, rồi là kéo cắt cành đúc này, 200k. 200k cho một cái kéo cắt cành đúc này, 200k cho một kéo cắt cành đúc. Đấy, rồi là khóa số chữ U chuyên để khóa cửa này. Đó, hàng này hàng 4 số chứ, mật khẩu thì em để hết là số 0. Đấy, về thì các bác sẽ thay đổi mật khẩu tùy theo là nhu cầu của mình nhá. Đó, 120.000 cho một cái khóa chữ U các bác nhá. 120.000 cho một cái khóa chữ U. Các bác lên mã cho em. Rồi là kẹp mát này. Kẹp mát đơn, kẹp mát đôi. Đấy, đây các bác sẽ kẹp cái dây mát ở đây. Đó, hàng này các bác sử dụng chuyên cho các anh em hàn xì đấy. Đó, cái đơn thì em bán là 100k, còn cái đôi là 150k. Kẹp mát đơn và đôi. Đó, các bác lên mã cho em. Đấy, có lâm châm hít nhá. Lâm châm hít. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái bộ cờ lê K7 bên em. 450.000 thì nó có 7 chi tiết. Đó, có các size là size 8, size 10, size 12, 13, 14 và 17, 19. Đầu nó thì có tay quay nhanh này. Đấy. K7 này các bác dùng xong thì các bác lại lắp hộp vào cho em bình thường. Đây, các bác đẩy ra, các bác lấy các chi tiết để dùng này. Đó, 450k cho một cái bộ cờ lê K7 nhá. 450k cho một cái bộ cờ lê K7 này các bác nhá. 450k cho một cờ lê K7. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng búa của Đức này. Đó, cái hàng này thì nó là hàng bãi nên nhìn nó cũng không được mới đâu. Đấy, thì thà con này là búa 07, tức là nó nặng 7 lạng thì bên em bán 150.000. 150.000. Rồi con búa 05. 05 là tức là nó là 5 lạng thì bên em bán sẽ là 130.000. Và con búa 02, tức là 2 lạng, nó là 2 lạng thì bên em bán là 100.000. Thì các bác có dùng con nào thì phù hợp với công việc của các bác thì các bác lên mã cho em nhé. Rồi tiếp theo. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái bộ dao ghép cành, tỉa cành này, Asaki này, 14 chi tiết nhá, gồm hai dao và các đầu lưỡi dao này. Bên em bán cái này 260.000 cho một cái bộ dao ghép cành, tỉa cành nhá. 260k cho một cái bộ dao ghép cành, tỉa cành. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái kìm tuốt dây điện này, 60k. 60k cho một cái kìm tuốt dây điện này. Đó, 60k cho một cái kìm tuốt dây điện. Rồi kìm điện đa năng này, vừa bấm vừa tuốt này, 230k. 230k cho kìm vừa tuốt vừa bấm này. Đấy. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho bác cái bộ ba kìm điện. Bộ ba kìm điện gồm một nhọn, một bằng và một mỏ như này. Bộ ba kìm điện là 500k. 500k nha các bác nhá. Hôm nay em còn duy nhất một cái con dao thái này, thái con dao gọt hoa quả Global này, 90.000. 90.000 cho một cái con dao gọt Global này. Đó, duy nhất một con thôi, bác nào nhanh tay thì đặt hàng nhá. 90.000 dao gọt Global. 90.000. Rồi là kéo cắt cành hộp này, 320k. 320k cho một cái kéo cắt cành hộp đỏ nhá, 320k. Rồi, các bác lên mã cho em. Rồi là bộ lấy giấy tai đa năng, 70.000 một cái bộ này. Bộ lấy giấy tai đa năng 70k một bộ nhá. 70k một cái bộ lấy giấy tai đa năng. 70k một cái bộ lấy tai đa năng nhá các bác nhá. Lên mã cho em. Bộ lấy giấy tai đa năng. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác cái cưa cắt cành cán gỗ này. 170.000, 170.000 cưa cắt cành cán gỗ nhá. Rồi cưa cắt cành cán gỗ, rồi vòi xịt hơi rửa xe này, 100k, 100k. Rồi kéo cắt cành gỗ nha các bác nhá. 230k. 230k cho cái kéo cắt cành gỗ này. 230k. Đó. Rồi là kìm cộng lực này. Kìm cộng lực nha các bác nhá. Kìm cộng lực này 110k. Đó. Kìm cộng lực 110k nhá. Rồi tiếp theo thì bộ mũi xoắn thát này, em có từ bộ từ 4 đến 20 là 100, 4 đến 32 là 170k. Đó, khoan là tất cả các chất liệu trừ kính nhá các bác nhá. Đó. Thì hôm nay em hơi có chút việc thì hôm nay em chỉ giới thiệu sơ qua cho các bác một số mặt hàng bên em đang phân phối. Rồi ngày mai thì em sẽ tiếp tục lên video để giới thiệu tiếp cho các bác những cái mặt hàng bên em. Đấy, và những cái mặt hàng mới về để cập nhật để phục vụ các bác. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ với em qua các số điện thoại trên màn hình đây. Đấy, em ship code toàn quốc.
Bác nào có nhu cầu mua hàng thì em sẽ cho em địa chỉ và số điện thoại thì em sẽ ship hàng cho các bác nhé. Đó, đơn hàng từ 400k trở lên thì em sẽ miễn ship. Đấy, các bác lưu ý một điều là đã nhắn tin thì đừng gọi điện, tránh trường hợp là lên đơn nhiều lần, gửi rồi lại gửi đi. Đấy, thì đơn hàng trả lãi được nhiều mà mất tiền ship mà mất công các bác nhận hàng. Đấy, nên các bác lưu ý giúp em một điều như thế. Đó, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.